Hot News Showbiz. Ông nội quốc dân phim Hàn ép gái trẻ phá thai, cuộc tình 13 năm trong bóng tối. Ông nội quốc dân phim Hàn Kim Yong-gun yêu trong bóng tối 13 năm với người vừa bị ông ép phá thai, nam diễn viên từng bị cấm sóng vì hút cần sa trong quân đội. Ngày 2 tháng 8 năm 2021, khán giả Hàn Quốc xôn xao trước thông tin nam diễn viên gạo cội Kim Yong-gun có con với bạn gái ở tuổi 75, theo tuổi quốc tế, 76 tuổi Hàn. Điều đáng nói là thay vì đón nhận đứa con, ông lại ép bạn gái phá thai, trong khi phá thai là hành động phạm pháp ở Hàn Quốc. Scandal trở nên ồn ào hơn khi truyền thông tiết lộ bạn gái của Kim Yong-gun đã đệ đơn kiện lên tòa án. Trước nguy cơ bị người tình kém 39 tuổi đưa ra tòa, nam diễn viên 75 tuổi vội vàng tuyên bố ông quá bối rối khi biết bản thân có con ở độ tuổi hiện tại nên mới đưa ra yêu cầu quá đáng. Trước lời giải thích của Kim Yong-gun, khán giả xứ Kim Chi chế giễu hoàn cảnh gia đình ông, cha thì bê bối, con lại nghiện ngập. Con trai Kim Yong-gun chính là ông hoàng phòng vé Ha Jung-woo, người chuẩn bị ra hầu tòa vì sử dụng trái phép chất cấm propofol 13 năm với người tình kém 39 tuổi. Trước khi đệ đơn kiện lên tòa, bạn gái của Kim Yong-gun, gọi là A, đã ở bên ông 13 năm. Theo Han Kyung, hai người gặp nhau trong bữa tiệc đóng máy phim vào năm 2008. Thời điểm đó, Kim Yong-gun đang gây chú ý với vai diễn trong Sự quyến rũ của người vợ, còn A là sinh viên vừa ra trường và mới chỉ 23 tuổi quốc tế, 24 tuổi Hàn. Khi ấy, các con tôi đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, căn nhà trở nên quá trống vắng. Cô ấy thi thoảng ghé qua và nấu cho tôi vài món ăn ngon, Kim Yong-gun tiết lộ về mối quan hệ với bạn gái. Về cơ bản, mối quan hệ của Kim Yong-gun không đáng lên án vì ông đã ly hôn từ năm 1997, không còn ràng buộc về hôn nhân. Tuy nhiên, chênh lệch tuổi tác quá lớn giữa hai người khiến khán giả ngỡ ngàng khi biết về vụ việc. Nhiều người nhận ra A thậm chí nhỏ tuổi hơn cả hai con trai của Kim Yong-gun là diễn viên Cha Hyun-woo và Ha Jung-woo. Khán giả Hàn Quốc mỉa mai mối quan hệ của Kim Yong-gun và A là chuyện tình giữa ông và cháu gái, vì thực tế A kém Kim tới 39 tuổi và chỉ đáng tuổi cháu của nam diễn viên. Mối quan hệ giữa hai người kéo dài 13 năm trong thầm lặng. Dù có bạn gái kề bên trong hơn một thập kỷ, Kim Yong-gun vẫn xuất hiện trong chương trình Eli Alone vào năm 2015 với tư cách một người đàn ông độc thân, sống cô đơn trong căn nhà riêng. Nhìn lại chương trình, nhiều người nhận ra Ha Jung-woo đã sớm biết về mối quan hệ của cha mình khi anh làm khách mời trong show và giới thiệu cho cha bộ phim Best Offer. Tôi nghĩ cha sẽ thấy thích thú với bộ phim này. Đây là tác phẩm nói về tình yêu của một ông chú ngoài 70 tuổi, Ha Jung-woo trả lời trong chương trình Eli Alone. Đa số khán giả chỉ trích Kim Yong-gun vì đã nói dối về chuyện tình cảm trong nhiều năm qua. Việc ông có bạn gái nhưng vẫn tuyên bố mình sống rất cô đơn trên truyền hình khiến khán giả khó chịu. Ngoài ra, khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa hai người cũng bị đánh giá là phản cảm, theo quan điểm về tuổi tác và mối quan hệ của người Hàn Quốc. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng mối quan hệ trong bóng tối suốt 13 năm chính là giọt nước tràn ly khiến A kiên quyết kiện Kim Yong-gun ra tòa. Chúng tôi đã gặp gỡ nhau trong bí mật suốt 13 năm và bây giờ ông ấy bảo tôi phải bỏ giọt máu duy nhất tôi đang mang trong bụng, A trả lời truyền thông. Đạo mạo trên màn ảnh, tai tiếng ở đời thường. Kim Yong-gun là gương mặt quen thuộc không chỉ với khán giả Hàn Quốc mà với cả khán giả Việt Nam. Ông sinh năm 1947, bắt đầu sự nghiệp vào năm 1967 với vai trò diễn viên lồng tiếng cho đài phát thanh, sau đó 2 năm bắt đầu chuyển sang đóng phim. Ngoại hình được xem là ưu thế lớn nhất của Kim Yong-gun khi gia nhập showbiz, ông cao 1,78m. Ở thời đại của Kim Yong-gun, ông ấy thật sự rất cao, xét trên chiều cao trung bình của nam giới ở thời điểm đó là 1,67m. Nếu quy đổi ra tiêu chuẩn chiều cao của nam giới ngày nay, Kim sẽ cao tới 1,85m. Và kể cả với chiều cao 1,78m như hiện tại, ông vẫn cao hơn rất nhiều nam giới ở độ tuổi 20 giây, Namu Wiki nhận xét về ngoại hình của nam diễn viên 75 tuổi. Với ngoại hình cao lớn, gương mặt khá tây với sống mũi cao và đôi môi dày, ông thường được giao các vai diễn đạo mạo, quyền quý như tổng thống, chủ tịch tập đoàn. Tính tới nay, Kim Yong-gun đã xuất hiện trong khoảng 100 bộ phim cả điện ảnh và truyền hình. Khác với những mảnh đời đạo mạo trên màn ảnh, cuộc sống của Kim Yong-gun lại vướng nhiều tai tiếng, lùm xùm. Scandal lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Kim Yong-gun là vụ án hút cần sa trong quân đội vào năm 1976. Theo ghi nhận của truyền thông, thời điểm đó, một nhóm gồm 10 diễn viên và nghệ sĩ hài đã tới thăm Kim Yong-gun, người phải nhập ngũ theo quy định của Bộ Quốc phòng, ở doanh trại. Quản lý đơn vị đã bắt được Kim và nhóm bạn sử dụng chất cấm. Sau hơn 40 năm, không còn nhiều tư liệu báo chí về sự việc,
Nhưng có một số nguồn tin cho rằng Kim Jong-un thực tế không hút cần sa mà chỉ nhận tội thay cho đồng nghiệp, theo tư liệu của Namu Wiki. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng đây là mệnh đề vô lý, vì hút cần sa là tội nghiêm trọng có thể ngồi tù và Kim Jong-un đang là diễn viên có tên tuổi, khó lòng chịu oan để bản thân đứng mũi chịu sào cho tội lỗi của người khác. Vì scandal hút cần sa trong quân đội, Kim Jong-un bị cấm sóng. Ông không được đóng phim hay xuất hiện trên bất kỳ chương trình truyền hình nào trong 3 năm 10 tháng. Bên cạnh đó, Kim Jong-un còn vướng vào scandal nói dối về học vấn, một trong những điều kỵ nhất trong showbiz Hàn. Vào thập niên 1970 đến 1980, ông được cho là đã tốt nghiệp ngành y tại Đại học Yonsei, một trong 3 đại học hàng đầu Hàn Quốc. Thông tin xuất hiện lần đầu trên bài báo của Chosun Inbo vào năm 1980. Từ đó về sau, ông thường xuyên xuất hiện trong danh sách những sao Hàn có học vấn cao. Tuy nhiên, sau đó có thông tin Kim Jong-un chỉ học đến cấp 3. Ha Jung-woo từng giải thích thay cha về vấn đề trên. Anh thừa nhận cha mình chỉ học đến cấp 3, hoàn toàn không tốt nghiệp ngành y như truyền thông ghi nhận nhiều năm trước. Anh cho biết Kim Jong-un chỉ theo học trường trung học Jongsan, một trong 4 trường trung học công lập lớn nhất Seoul vào những năm 1960. Đời tư của Kim Jong-un một lần nữa bị đưa ra bàn tán vào năm 1997, khi ông tuyên bố ly hôn với vợ sau 20 năm chung sống. Trả lời truyền thông, Ha Jung-woo từng khẳng định gia đình tan vỡ vì nhiều nguyên nhân khó nói. Theo ghi chép trên Namu Wiki, Kim Jong-un ly hôn vì vấn đề kinh tế. Sau khi chia tay vợ, ông nợ nần chồng chất và phải làm việc cực lực để trả nợ. Ở tuổi 75, Kim Jong-un đã trải qua không ít tai tiếng. Từ hút cần sa và bị phạt tiền, cấm sóng, tới ép bạn gái, người chỉ đáng tuổi cháu gái, phá thai, khán giả Hàn Quốc nhận xét nam diễn viên đã sống một cuộc đời hỗn loạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới và hot nhất nhé! Hot News Showbiz.